Chào mừng quý vị quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, vận may sẽ mỉm cười với những con giáp này trong ngày 21 tháng 11 âm lịch. Nếu trước đây các bạn từng thất vọng vì cho rằng mình bị thần may mắn bỏ quên, thì trong ngày hôm nay các bạn sẽ phải thay đổi suy nghĩ của mình. Bởi ngày 21 tháng 11 âm lịch là ngày may mắn nhất trong tháng dành cho các bạn. Vào ngày hôm nay, mọi dự định mà các bạn ấp ủ từ lâu sẽ có khả năng cao thành hiện thực. Nếu trong quá khứ các bạn đã từng bỏ vốn đầu tư, hợp tác làm ăn, thì ngày hôm nay chính là ngày các bạn nhận được quả ngọt. Các bạn sẽ nhận được những tin mừng trong lĩnh vực kinh doanh. Xin chúc mừng những con giáp này nhé! Đó là những con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Dậu, tuổi Tý. Theo tử vi ngày 21 tháng 11 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, người tuổi Tý nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong ngày được tam hội nâng đỡ. Ngay khi vừa bắt tay thực hiện, bạn sẽ nhận thấy có nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Quý nhân xuất hiện trong ngày hôm nay có thể giúp bạn có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về sự việc. Người trẻ tuổi nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi thêm những điều hay, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Tài vận trong hôm nay khá vượng, công việc suôn sẻ, hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến. Đặc biệt, người làm kinh doanh có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay, sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng. Về tình cảm, nhân duyên của tuổi này rất tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh. Người độc thân đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thái quá về tuổi tác, đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình có nhiều tin vui. Tuy nhiên, do quá bận rộn mải mê với công việc, con giáp này có thể bị lao lực, sức khỏe sa sút. Do đó, bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam hợp quý nhân thân Tý Thìn của phong thủy Gia Cát. Đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu. Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong hôm nay. Cấp trên sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách lớn lao, đó chính là một nấc thang để bạn tiến gần hơn tới quyết định thăng tiến. Người phải tiếp xúc với nội dung công việc mới hoặc môi trường mới, tự tin thể hiện các quan điểm của mình. Những sáng kiến mới mẻ của bạn khiến cả tập thể đều phải ngạc nhiên. Có thể bạn sẽ giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, triển vọng. Nếu có ý định xuất hành trong hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần và tài thần, giúp mọi việc được tiến hành một cách suôn sẻ và thuận lợi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần. Xem tử vi ngày 21 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho tuổi Dần âm lịch về tài lộc, có chính tài hỗ trợ, tình hình tài chính tuổi này có chuyển biến tốt. Các nguồn thu dồi dào, chủ yếu là thu nhập từ công việc chính nhưng bạn vẫn có những nguồn thu khả quan ngoài luồng. Chính vì thế hôm nay bạn nên tập trung làm tốt công việc chính, những việc phụ có thể làm khi sắp xếp được thời gian. Đừng sao nhãng việc chính tới lúc mất cả chì lẫn chài. Trong ngày này, các tinh chủ đào hoa mang tới cho người tuổi Dần những cơ hội cải thiện nhân duyên của mình. Tình cảm các cặp đôi đang yêu ngày càng gắn kết mặn nồng, có thể sớm ngày lên kế hoạch cho việc kết hôn. Rất có thể sau năm mới, hai bạn sẽ chính thức mối quan hệ và về chung một nhà. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe. Mọi chuyện vốn rất đơn giản, nhưng do bạn tự làm phức tạp hóa vấn đề, tự mình làm cho mình ưu tư, muộn phiền chứ không phải ai khác. Vì thế, đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc phát sinh mỗi ngày. Nếu không sớm khắc phục, bạn có thể gặp những trục trặc về thể chất. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Người tuổi Mão gặp được nhiều điều may mắn trong ngày này. Nếu biết chớp lấy thời cơ, bạn không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc mà tình duyên cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi Mão có cơ hội phát tài nhờ những trò may rủi trong hôm nay. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống, đó có thể khiến bạn dư giả trong một thời gian ngắn. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào nó. Trên phương diện tình cảm, bạn đã dần biết chú ý hơn đến ngoại hình của mình, nhờ đó mà chinh phục được ánh mắt của không ít người xung quanh. Việc bạn cần làm bây giờ là tinh tường để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình.
Tử vi 22 tháng 11 năm 2022 cho thấy tình hình sức khỏe của người tuổi Mão nhìn chung là ổn định trong ngày này. Bạn dần quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên luôn chú ý tập luyện thể dục, thể thao, đồng thời có chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ vậy, bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch mình đã đề ra. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Tỵ, hỏa sinh thổ đem tới những dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên cho người tuổi Tỵ. Người độc thân chủ động hơn trong chuyện tình cảm và sẵn sàng tìm nhiều cách để tiếp cận người mình yêu mến. Tính chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy cùng người đó nói về những sở thích chung, những quan điểm sống phù hợp. Như vậy thì mối quan hệ đôi bên sẽ ấm lên vô cùng nhanh chóng. Chính quan chiếu mệnh, con đường sự nghiệp của bản mệnh cực kỳ hanh thông. Bạn không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, gây ấn tượng sâu sắc với người làm lãnh đạo. Sức khỏe của tuổi Tỵ ngày này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại, đừng để gặp sự cố hay thương tật. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dậu. Theo tử vi ngày 22 tháng 11 năm 2022 âm lịch, dưới sự giúp sức của tam hợp, người tuổi Dậu có thể gặp được đồng nghiệp hoặc đối tác đắc lực trong hôm nay. Đối phương đưa ra nhiều gợi ý hữu ích cho giúp bạn thực hiện công việc được thuận lợi. Người làm đầu tư kinh doanh có thể nhận ra được điểm mạnh của mình để đầu tư đúng hướng. Nhờ thế mà bạn không mất quá nhiều công sức, vẫn có thể thu được một khoản bộn tiền khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ. Tài vận trong ngày 22 tháng 11 của tuổi Dậu ở mức khá. Lương và thưởng đều có dấu hiệu tăng nhờ các khoản đãi ngộ cuối năm. Việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi, nhưng nếu muốn đầu tư kinh doanh hay mở rộng vào lúc này thì cần phải chú ý đề phòng và kiểm soát tài chính, nếu không sẽ bị thất thoát. Thổ sinh kim, sự vui vẻ và lạc quan chính là điều mà mọi người yêu thích ở bạn. Hãy phát huy điểm mạnh của mình, bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh, nhanh chóng tìm được người phù hợp. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu của phong thủy Sa Cát, đặc biệt là vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Dậu để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 11 năm 2022 âm lịch, tức thứ Tư ngày 14 tháng 12 năm 2022 dương lịch, là ngày Tân Sửu, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Ngày Tân Sửu thuộc hành thổ khắc hành thủy, đặc biệt là tuổi Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành kim cục, xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Các tuổi bị xung khắc với ngày là Quý Mùi và Đinh Mùi. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!